So what do you think? Và các bạn cũng chú ý là good, imagine, hoặc là good, say, hoặc là good, think, vân vân, that. Bạn có thể có that hay là không có that. Và ngay sau đó là cái mệnh đề. Thì cái cấu trúc này được sử dụng để cho cái ý kiến, hoặc là cho những cái ý kiến mà bạn không chắc chắn về. Ví dụ, I could imagine the job will take about 2 days. Tôi sẽ tưởng tượng là công việc sẽ tốn khoảng 2 ngày. Thì đây là mình tưởng tượng như vậy, nhưng mà mình dùng good ở đây là mình không có dám chắc lắm là nó sẽ là 2 ngày. Nó có thể là 3 ngày, 4 ngày hoặc có thể 1 ngày. Mình không dám chắc lắm thì mình dùng good. Hoặc là I would say he was about 50. Tôi sẽ nói là anh ấy đã khoảng là 50. Thì khi mà mình nói I would say này, mình không chắc chắn lắm về cái điều mình nói. Có thể là anh ấy là 40 hoặc là 45 hoặc là 60. Thì mình là dùng good ở đây khi mình muốn diễn tả cái ý kiến mà mình không chắc chắn về. It was good. Các bạn chú ý là cái thì quá khứ đơn giản có thể được sử dụng để diễn tả một cái hành động mà đã bắt đầu và đã kết thúc tại một cái thời gian cụ thể trong quá khứ. Và các bạn cũng cần lưu ý là đôi khi người nói có thể không đề cập cái thời gian cụ thể, nhưng mà họ thực sự là có một cái thời gian cụ thể trong đầu của họ, nhưng mà họ không nói ra. Ví dụ, she washed her car. Cô ấy đã rửa cái xe của cô ấy. Thì bạn chú ý là trong cái trường hợp này, người nói người ta không đề cập đến một cái thời gian cụ thể nào đó, là như là sáng nay hay là ngày hôm qua hay là tháng trước gì đó, nhưng mà thực sự là trong đầu của người nói người ta đã có một cái thời gian cụ thể đó. That's it? Good. I enjoyed it. Các bạn chú ý là enjoy something hoặc là enjoy doing something, nó mang cái nghĩa là thích một cái điều gì đó, hoặc là thích làm cái điều gì đó, hoặc là khoái một cái điều gì đó, hoặc là khoái làm cái điều gì đó. Ví dụ, thanks for a great evening, I really enjoyed it. Cảm ơn về một cái buổi chiều tuyệt vời, tôi thực sự là đã thích nó. I enjoy playing tennis and squash. Tôi thích chơi tennis và bóng quần. When you told me I was going to be losing my virginity, I didn't think you meant showing me Raiders of the Lost Ark for the first time. Và các bạn cũng chú ý là cái cấu trúc be, going to do something trong từ điển, người ta nói là nó có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên, nó sẽ được sử dụng để trình bày một cái điều gì đó mà một người nào đó dự định làm trong tương lai. We're going to buy a house when we've saved enough money. Chúng tôi dự định mua một ngôi nhà khi chúng tôi tiết kiệm đủ tiền. Và nghĩa thứ hai là nó sẽ được sử dụng để trình bày một cái điều gì đó thì có khả năng xảy ra rất sớm, hay một cái điều gì đó có khả năng xảy ra trong tương lai. Thì trong trường hợp này nó giống với động từ will. Ví dụ, I think I'm going to faint. Tôi nghĩ là tôi sắp bị chóng mặt. Bạn có thể dịch là sắp bị chóng mặt. If the drought continues, there's going to be a famine. Nếu mà nạn hạn hán tiếp tục, sẽ là sắp có một nạn đói. Bạn có thể dịch là sắp. Như các bạn đã biết là
trong câu tường thuật thì nếu mà câu trực tiếp là ở thì hiện tại đơn giản thì bạn sẽ phải chuyển sang thì khóa khứ đơn giản trong câu tường thuật, thì hiện tại tiếp diễn sẽ được chuyển thành thì khóa khứ tiếp diễn, khóa khứ đơn giản sẽ được chuyển thành khóa khứ hoàn thành, hoặc là bạn vẫn giữ nguyên là khóa khứ đơn giản thì khóa khứ tiếp diễn sẽ được chuyển thành thì khóa khứ hoàn thành tiếp diễn, hiện tại hoàn thành sẽ được chuyển thành khóa khứ hoàn thành, và khóa khứ hoàn thành thì bạn giữ nguyên, và will thì bạn sẽ chuyển thành would. Và good thì bạn sẽ giữ nguyên. Can thì bạn sẽ chuyển thành could. Và could thì bạn sẽ giữ nguyên. Shall thì bạn sẽ chuyển thành would. Và should thì bạn sẽ giữ nguyên. Might thì bạn sẽ giữ nguyên. Và must thì bạn có thể là giữ nguyên hoặc là chuyển thành had to. My apologies. I chose my words poorly. Các bạn chú ý là apologies ở dạng số nhiều. Nó được sử dụng như là một cái diễn tả về cái sự hối tiếc vì không có khả năng làm cái điều gì đó. Ví dụ, please give my apologies to your cousin. I'm sorry that I won't be able to come to the wedding. Xin vui lòng cho những cái lời tạ lỗi của tôi đến các anh họ của bạn. Tôi xin lỗi rằng tôi sẽ không có thể đến được cái đám cưới. I made my apologies and left. Tôi đã làm những cái lời tạ lỗi và đã rời. I should have said you were about to have your world rocked on my couch. Và bạn cũng chú ý là should have cộng khóa khứ phân từ, hoặc là shouldn't have cộng với khóa khứ phân từ. Nó dùng để diễn tả một cái hành động trong quá khứ đối với câu khẳng định. Nó diễn tả một cái hành động trong quá khứ mà đã không xảy ra. Một cái lời khuyên hay là một cái sự hối tiếc mà đã quá trễ rồi. Ở đây bạn thấy cái câu này, you should have gone to bed earlier. Now you have missed the train. Bạn nên đi ngủ sớm. Bây giờ bạn đã lỡ chuyến xe lửa. Thì ở đây là cái hành động mà đi ngủ sớm này nó đã không xảy ra. Và bạn nói cái câu này để diễn tả một cái sự hối tiếc mà nó đã quá trễ. Tức là nếu như mà bạn đi ngủ sớm hơn thì bạn sẽ không lỡ cái chuyến xe lửa. Nhưng mà bạn đã không ngủ sớm, không đi ngủ sớm, và vì vậy bạn đã lỡ chuyến xe lửa. Và chúng ta có thể nói là you should have gone to bed earlier để diễn tả một cái hành động gì mà nó đã không xảy ra. You should have gone to bed earlier. Và cái cấu trúc này cũng should have hay là shouldn't have cộng với khóa khứ phân từ, nó diễn tả một cái hành động trong quá khứ mà đã không xảy ra. Một cái lời khuyên hay là một cái sự hối tiếc mà nó đã quá trễ. You shouldn't have taken that job. It was a bad idea. Bạn không nên lấy cái công việc đó. Nó là một ý tưởng tồi. Nhưng mà thực sự là bạn đã lấy cái công việc đó. Nếu mà bạn không lấy cái công việc đó thì nó là một cái ý tưởng tốt.
Nhưng mà bạn đã lấy cái công việc đó, vì vậy nó là cái ý tưởng tồi. Anyway, thank you for watching it. Các bạn nhớ cái cấu trúc là thank you for something, tức là cảm ơn bạn về một cái điều gì đó. Ví dụ, thank you for your letter, cảm ơn bạn về cái bức thư của bạn. Và cái cấu trúc thứ hai là thank you for doing something, tức là cảm ơn bạn về việc làm một cái gì đó. Ví dụ, thank you very much for sending the photos, cảm ơn bạn rất nhiều về việc gửi những cái bức ảnh. It's one of my all-time favorites. It was very entertaining. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu về participle adjectives, tức là động tính từ, hay còn gọi là tính từ được tạo bởi động từ. Thì bạn chú ý là participle này có nghĩa là phân từ. Thế nào là phân từ? Phân từ là một từ được tạo bởi từ động từ. Ví dụ một vài phân từ như là bold hay là boring có thể được sử dụng như là những tính từ. Và những cái tính từ này á, thì được sử dụng trong một cái cách hơi khác với những cái tính từ bình thường. Và chúng ta thường sử dụng phân từ quá khứ kết thúc bằng với ed á, để nói về một người nào đó cảm thấy như thế nào về một cái điều gì đó. Một người nào đó cảm thấy như thế nào. Ví dụ, I was really bored during the flight. Tôi đã cảm thấy buồn trong suốt cái chuyến bay. Thì ở đây là bạn sẽ dùng là bored khi mà bạn muốn nói là bạn cảm thấy như thế nào đó, cảm thấy buồn chán. Thì bạn sẽ không được dùng là boring. Và chúng ta thường sử dụng phân từ hiện tại kết thúc bằng ing để nói về một cái người nào đó, hay là một cái điều gì đó, hay là một cái tình huống mà đã gây ra cái cảm giác đó. Chẳng hạn, it was such a long boring flight. Nó đã là một cái chuyến bay chán và dài. Tức là cái chuyến bay này, chuyến bay chán này, bạn phải dịch là chuyến bay chán, tại vì cái chuyến bay này nó gây ra cho bạn cái sự buồn chán. Do đó bạn phải dùng là boring. Và vì vậy là I was bored. Và vì vậy là tôi đã buồn chán. Tức là tôi đã có cái cảm giác buồn chán. Despite the glaring story problem. Các bạn chú ý là despite hay là in spite of, nó được sử dụng để nói rằng một cái điều gì đó xảy ra hay là đúng cho dù một cái điều gì khác có thể đã ngăn chặn nó. Ví dụ, despite all our efforts to save the school, the authorities decided to close it. Thì bạn có thể tạm dịch là mặc dù hay là bất chấp tất cả những cái nỗ lực của chúng tôi để cứu cái trường học, những nhà cầm quyền đã quyết định đóng nó. Story problem? Oh, Amy. What a dewy-eyed mooncalf you are. Raiders of the Lost Ark is the love child of Steven Spielberg and George Lucas, two of the most gifted filmmakers of our generation. I've watched it 36 times. Các bạn chú ý là thì hiện tại hoàn thành có thể sử dụng để nói một cái hành động đã xảy ra tại một thời gian không xác định trước bây giờ. Thời gian chính xác thì không quan trọng. Bạn không thể sử dụng thì hiện tại hoàn thành với những cái diễn tả thời gian cụ thể như là ngày hôm qua,
Một năm cách đây, tuần trước, khi tôi là một đứa trẻ, khi tôi đã sống ở Nhật Bản, vào cái thời điểm đó, ngày đó, vào một ngày trước, vân vân. Chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại hoàn thành với những cái diễn tả không xác định như là đã từng, chưa bao giờ, một lần, nhiều lần, trước đây, từ trước đến giờ, đã rồi hay là chưa. Ví dụ, I have seen that movie 20 times. Tôi đã xem bộ phim đó 20 lần. Thì mình không có biết được cái thời gian cụ thể là lúc nào, thêm vào ngày nào, tháng trước hay bao nhiêu. Mình chỉ nói chung chung là mình đã xem cái bộ phim đó 20 lần rồi, còn không biết là xem lúc nào. Except for the snake scene and the face melting scene, which I can only watch when it's still light out. But... Các bạn chú ý là except hay là except for được sử dụng trước khi bạn đề cập cái điều duy nhất hay là cái con người duy nhất mà câu lệnh thì không đúng về. Ví dụ, we work every day except Sunday. Chúng tôi làm việc mọi ngày ngoại trừ chủ nhật. Thì bạn có thể tạm dịch là ngoại trừ. I have nothing on except for my socks. Tôi không có cái gì trên người ngoại trừ đôi vớ của tôi. I defy you to find a story problem. Các bạn chú ý là cái thành ngữ I defy you hay là anyone to do something. Thì cái thành ngữ này được sử dụng để nói rằng ai đó nên cố gắng làm cái điều gì đó, như là một cách của nhấn mạnh rằng bạn nghĩ nó thì không có thể, hoặc là nó thì không có khả năng làm được cái điều đó. Ví dụ, I defy anyone not to cry at the end of the film. Thì bạn có thể tạm dịch là tôi thách thức hay là tôi thách bất kỳ ai không khóc vào cái lúc cuối của bộ phim. Hoặc là I defy you to leave without buying something. Tôi thách hoặc là tôi thách đố hoặc là tôi thách thức bạn rời mà không mua một thứ gì. Here's my jaw. Drop it. All right. Indiana Jones plays no role in the outcome of the story. Các bạn chú ý là danh từ role là một cái danh từ đếm được và nó mang nghĩa là cái cách mà ai đó hay là một cái gì đó thì được liên quan trong một cái hoạt động hay là một cái tình huống và sự ảnh hưởng nhiều như thế nào mà chúng có trên nó. Thì bạn có thể tạm dịch là vai trò. Và nó có những cái cấu trúc là have hay là play a role in doing something hay là in something. Tức là có một vai trò hay là đóng một vai trò trong việc làm cái điều gì đó hay là trong trong một cái điều gì đó hay là về một cái điều gì đó. Hoặc là an important role, một vai trò quan trọng. Hoặc là a key role, một vai trò chính. Hoặc là a vital role, một vai trò sống còn. Hoặc là a crucial role, một vai trò sống còn. A leading role, một vai trò dẫn dắt. Hoặc là a major role, vai trò chính. A central role, vai trò trung tâm. An active role, một vai trò tích cực. A dual hoặc là a dual role, một vai trò kép. Hoặc là take a role, một vai, tức là nhận lấy một cái vai trò. Thì sau role bạn có thể sử dụng in. Ví dụ, the role of diet in
the prevention of disease, vai trò của cách ăn uống trong việc phòng ngừa bệnh tật. Everyone had the role in the show's success. Mọi người đã có một vai trò trong cái sự thành công của cái chương trình. Scientists can also play a role in improving energy efficiency in their laboratories. Những nhà khoa học có thể cũng đóng một vai trò trong việc cải thiện cái hiệu suất năng lượng trong những cái phòng thí nghiệm của họ. Parents play an important role in their child's learning. Cha mẹ đóng một cái vai trò quan trọng trong việc học của con của họ. His interest in education was reflected in his active role in founding University College, Liverpool. Cái mối quan tâm của anh ấy trong giáo dục đã được phản ánh trong cái vai trò tích cực của anh ấy trong việc sáng lập ra trường cao đẳng đại học Liverpool. The state has a dual role to support business on the one hand and to be the guardian of social welfare on the other. Tức là cái bang có một cái vai trò kép để hỗ trợ doanh nghiệp, tức là một mặt để hỗ trợ doanh nghiệp và mặt khác là cái người bảo trợ của phúc lợi xã hội. A student who has taken a leadership role in battling racism on campus, tức là một sinh viên mà đã nhận lấy một cái vai trò lãnh đạo trong việc chiến đấu lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở khu trường sở. If he weren't in the film, it would turn out exactly the same. Các bạn chú ý là đối với câu điều kiện loại 2 á, thì là bạn phải sử dụng thì quá khứ đơn giản sau if, và trong đề chính thì bạn phải dùng would cộng với lại động từ nguyên mẫu. Và nó có hai cái cách dùng. Cách thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng cái câu điều kiện loại 2 để nói về những cái điều trong tương lai mà là có khả năng sẽ là không đúng. Ví dụ, có thể là tôi đang tưởng tượng một cái giấc mơ nào đó. If I won the lottery, I would buy a big house. Nếu mà tôi thắng xổ số, tôi sẽ mua một ngôi nhà lớn. Và cái điều này là xác suất gần như là rất là khó để xảy ra. Cái xác suất mà thắng xổ số này rất khó để xảy ra. Tức là trong tương lai rất khó là để cho tôi thắng xổ số. Thứ hai, chúng ta cũng có thể sử dụng câu điều kiện loại 2 để nói về một cái điều gì đó trong hiện tại mà là không thể xảy ra bởi vì nó không đúng. Ví dụ, if I had his number, I would call him. Nếu mà ngay hiện tại bây giờ nếu mà tôi có cái số điện thoại của anh ấy, tôi sẽ gọi cho anh ấy. Nhưng mà ngay hiện tại bây giờ thì tôi không có số điện thoại của anh ấy. Và điều này là nó không đúng trong thời điểm hiện tại. If I were you, I wouldn't go out with that man. Nếu tôi là anh, trong thời điểm hiện tại nếu tôi là anh, tôi sẽ đi ra ngoài với người đàn ông đó. Nhưng mà trong hiện tại như này, đây là một điều không đúng. Tại vì tôi là tôi không thể là anh trong hiện tại được. Tôi sẽ không thể đi ra ngoài với người đàn ông đó. Oh, I see your confusion. Now, you don't understand. Indiana Jones was the one in the hat with the whip. No, I do. And if he weren't in the movie, the Nazis would have still found the Ark, taken it to the island, opened it up, and all died. Just like they did. Các bạn chú ý là để tạo câu điều kiện loại 3, thì sau if, chúng ta phải dùng thì khóa khứ hoàn thành, và trong mệnh đề chính chúng ta phải dùng would
cộng với have cộng với khóa khứ phần từ thì câu điều kiện loại 3 nói về quá khứ và nó được sử dụng để mô tả một cái tình huống mà đã không xảy ra và nó được sử dụng để tưởng tượng về cái kết quả của cái tình huống đó. Ví dụ, if she had studied, she would have passed the exam. Nếu mà cô ấy đã học hành thì cô ấy đã đậu kỳ kiểm tra. Giả sử vào thời điểm hiện tại mình nói câu đó, thì khi mà nếu mà thời điểm tại mình nói câu đó, tức là vào cái thời điểm đó là cô ấy đã không học hành và đã không đậu kiểm tra, và mình chỉ nói lại cái điều này để mình hồi tưởng lại một cái điều gì đó trong quá khứ, mình tưởng tượng lại một cái kết quả trong quá khứ mà nó không thực sự xảy ra. Let me close that for you. Các bạn chú ý là cái cấu trúc let somebody hay là something do something thì nó có thể được dùng để đề nghị cái sự giúp đỡ tới một ai đó, hoặc là được sử dụng cho việc đưa ra một cái yêu cầu hay đưa ra những cái hướng dẫn tới một ai đó. Và bạn chú ý là cái cấu trúc này nó không có ở dạng bị động. Ví dụ, here, let me do it. Đây, để tôi làm nó, tức là mình đề nghị cái sự giúp đỡ đến ai đó. Let's just get those boxes down for you. Hãy để chúng tôi đem những cái hộp đó xuống cho bạn. Thì đây mình nói cái này để mình đề nghị cái sự giúp đỡ. Hoặc là let me have your report by Friday. Hãy để cho tôi có cái báo cáo của bạn đến thứ sáu. Thì đây mình có thể đưa ra một cái yêu cầu hoặc đưa ra một cái những cái sự hướng dẫn. Which celebrity would you say I look like the most? Halle Berry. Và các bạn cũng chú ý là good, imagine, hoặc là good, say, hoặc là good, think, vân vân, that. Bạn có thể có that hay là không có that. Và ngay sau đó là cái mệnh đề. Thì cái cấu trúc này được sử dụng để cho cái ý kiến, hoặc là cho những cái ý kiến mà bạn không chắc chắn về. Ví dụ, I could imagine the job will take about 2 days. Tôi sẽ tưởng tượng là công việc sẽ tốn khoảng 2 ngày. Thì đây là mình tưởng tượng như vậy, nhưng mà mình dùng good ở đây là mình không có dám chắc lắm là nó sẽ là 2 ngày. Nó có thể là 3 ngày, 4 ngày hoặc có thể 1 ngày. Mình không dám chắc lắm thì mình dùng good. Hoặc là I would say he was about 50. Tôi sẽ nói là anh ấy đã khoảng là 50. Thì khi mà mình nói I would say này, mình không chắc chắn lắm về cái điều mình nói. Có thể là anh ấy là 40 hoặc là 45 hoặc là 60. Thì mình là dùng good ở đây khi mình muốn diễn tả cái ý kiến mà mình không chắc chắn về. Why? A student and I are putting dating profiles online and it's one of the questions. And thank you, I'd kill for that woman's bone structure. Các bạn chú ý là cái cấu trúc kill for something. Nó gần như là cái tiếng lóng. Và nó diễn tả cái ý là sẵn lòng tiến tới những cái sự cực đoan hay là đi tới những cái sự cực đoan để có một cái điều gì đó mà một người nào đó thực sự muốn hay là cần, và nó mang một cái ý phóng đại, và bạn có thể tạm dịch là chết vì cái gì đó. Ví dụ, I could kill for a cold beer. Tôi có thể chết vì một cốc bia lạnh. Why are you reading Pride and Prejudice? Well, I'll tell you why. Amy ruined Raiders of the Lost Ark for me.
Các bạn chú ý là cái cấu trúc ruin something nó mang cái nghĩa là làm hư hại một cái điều gì đó quá tệ đến nỗi mà nó mất hết tất cả cái giá trị của nó hay là cái niềm vui thích của nó, vân vân. Và nó mang cái nghĩa là làm hư hại cái điều gì đó hay là làm hỏng cái điều gì đó. Ví dụ, the bad weather ruined our trip. Thời tiết xấu đã làm hỏng cái cuộc du lịch, cuộc đi chơi của chúng tôi. That one mistake ruined his chances of getting the job. Một cái lỗi lầm đó đã làm hư những cái cơ hội của anh ấy về việc có cái công việc đó. My new shoes got ruined in the mud. Cái đôi giày mới của tôi đã bị làm hư trong cái đám bùn. The crafts were ruined by the late frost. Những cái vụ mùa đã bị làm hư bởi cái sương mù trễ hoặc là bởi cái sương giá trễ. Và các bạn cũng chú ý là trong từ điển thì người ta cho là for trong trường hợp này là giới từ, và nó được sử dụng để trình bày cái mục đích hay là cái chức năng. Ví dụ, a machine for slicing bread. Thì ở đây là bạn có thể tạm dịch là một cái máy dành cho việc cắt bánh mì. Thì ở đây for bạn có thể dịch là dành cho. Dành cho làm cái gì đó. Let's go for a walk. Chúng ta hãy đi để đi dạo. Thì ở đây for, ở đây là bạn có thể tạm dịch là để, hoặc là bạn có thể tạm dịch là với mục đích là chúng ta hãy đi với mục đích là đi dạo. Are you learning English for pleasure or for your work? Bạn đang học tiếng Anh cho vui hay là cho công việc của bạn? Thì ở đây for bạn có thể tạm dịch là cho. Ok, cho hoặc là dành cho. Bạn đang học tiếng Anh cho vui hay là cho công việc của bạn? What did you do that for? Bạn đã làm cái điều đó với mục đích gì? Ok, thì cái câu này nó tương đương với lại là why did you do that? Tại sao bạn đã làm cái điều đó? Thì bạn chú ý là nếu bạn dùng what thì bạn phải cần cái giới từ for. Còn nếu bạn dùng why thì có thể là bạn không cần cái giới từ for. So now I'm trying to find something beloved to her and ruin that. Because her life wasn't enough. Các bạn chú ý là enough. Ở đây là đại từ. Và đại từ tức là một từ mà được sử dụng để thay thế cho một danh từ hay một cụm danh từ khác. Và enough trong trường hợp này nó mang nghĩa là nhiều bằng cái ai đó cần hay là muốn. Ví dụ, 6 bottles should be enough. Bạn có thể tạm dịch là 6 chai thì sẽ là đủ, và tạm dịch là đủ. Have you had enough? Tức là bạn đã ăn đủ chưa? If enough of you are interested, we'll organize a trip to the theater. Nếu đủ người trong số bạn thì quan tâm, chúng ta sẽ tổ chức một cái chuyến đi đến nhà hát. There was nowhere near enough for everybody. Không có nơi nào mà gần đủ cho mọi người. We've nearly run out of paper. Do you think there's enough for today?
chúng ta là gần như là hết giấy rồi. Bạn có nghĩ là có đủ giấy cho ngày hôm nay không? How can anyone ruin Raiders? It's perfect. Yeah, except for the fact that Indiana Jones is completely irrelevant to the story. Các bạn chú ý là irrelevant. Nó mang cái nghĩa là không quan trọng tới hay là không được kết nối với một cái tình huống nào đó. Và bạn có thể nói là totally hay là completely hay là largely irrelevant, tức là hoàn toàn không liên quan. Bạn có thể tạm dịch là hoàn toàn không liên quan hoặc là hoàn toàn không dính dáng gì tới. Ví dụ bạn có cái cấu trúc là irrelevant to something hoặc là irrelevant to somebody, tức là không dính dáng gì đến cái gì đó hoặc là đến ai đó, hoặc là không liên quan tới một cái gì đó hoặc là tới ai đó. Ví dụ that evidence is irrelevant to the case. Cái bằng chứng đó thì không dính dáng gì đến cái vụ hoặc là cái bằng chứng đó thì không liên quan gì đến cái vụ đó. Many people consider politics irrelevant to their lives. Nhiều người xem xét là chính trị thì không liên quan gì tới những cái cuộc sống của họ, hoặc là không dính dáng gì đến cái cuộc sống của họ. Yeah, with or without him, the Nazis find the ark, open it and die. Oh. Wait a minute. No, the Nazis were digging in the wrong place. Và các bạn cũng chú ý là như đã được nói ở trên, cái thì khóa khứ tiếp diễn thì bị ngắt quãng bởi một cái hành động ngắn hơn trong thì khóa khứ đơn giản. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng một cái thời gian cụ thể nào đó như là một sự ngắt quãng. Ví dụ, last night at 6 p.m. I was eating dinner. Tôi đang ăn tối vào lúc 6 giờ tối đêm qua. Thì bạn, nói chung là bạn có thể nói theo kiểu Việt Nam là thì từ cái cách mà nói theo kiểu Việt Nam là bạn có thể áp dụng nó vào trong cái câu tiếng Anh. Ví dụ bạn có thể nói là tôi đang ăn tối vào lúc 6 giờ tối qua. Thí dụ như là có người nào hỏi là bạn đang làm gì vào lúc 6 giờ tối qua, thì bạn nói là lúc đó tôi đang ăn tối. The only reason they got the ark was because Indy found it first. Actually, they were only digging in the wrong place because Indy had the medallion. Without him, they would have had the medallion and dug in the right place. Các bạn chú ý là cái cấu trúc good, have cộng với khóa khứ phân từ. Thì cái cấu trúc này được dùng trong cái câu điều kiện loại 3. Và cái câu điều kiện loại 3 nó nói về một cái điều gì đó đã không xảy ra trong quá khứ. Ví dụ, if I had enough money, I would have bought the car. Nếu tôi đã có đủ tiền, tôi đã sẽ mua một chiếc xe hơi. Nhưng mà thực tế là tôi đã không có đủ tiền, và vì vậy tôi đã không mua một chiếc xe hơi. Và cái cách dùng thứ hai của good, have cộng với khóa khứ phân từ thì là, như các bạn đã biết là bởi vì good và will có thể được sử dụng để trình bày nếu như bạn muốn làm cái điều gì đó hay là không muốn làm cái điều gì đó, và nó mang cái nghĩa là ý muốn. Và bạn cũng có thể sử dụng cái cấu trúc là good, have cộng với khóa khứ phân từ để nói về một cái điều gì đó mà bạn đã muốn làm nhưng mà bạn đã không làm. Và cái này thì nó rất tương tự như là cái câu điều kiện loại 3, nhưng mà chúng ta không cần một cái mệnh đề if.
Thì ở đây bạn có thể tự hiểu là nó giống như là một cái câu điều kiện loại 3 nhưng mà ngụ ý. Câu điều kiện loại 3 nhưng mà nó lại không có mệnh đề if. Ví dụ, I could have gone to the party, but I was really busy. Tôi đã sẽ đến cái bữa tiệc, nhưng mà tôi đã thực sự là bận rộn. Thì trong thực tế là tôi đã muốn đến cái bữa tiệc, nhưng mà tôi đã không đến bởi vì tôi đã bận rộn. Và cái câu này nó tương đương với câu là if I hadn't been so busy, I would have gone to the party. Nếu tôi đã không bận rộn, tôi đã sẽ đến cái bữa tiệc.